trở thành cầu thủ trẻ đầu tiên kể từ thời Pele ghi bàn ở một trận chung kết World Cup, đóng góp công sức quan trọng giúp tuyển Pháp lên ngôi vô địch thế giới. Còn bản thân giành giải thưởng quả bóng bạc lẫn danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất World Cup. Chàng trai 20 tuổi, Kylian Mbappe đã biến năm 2018 thành thời điểm vàng son bậc nhất trong sự nghiệp còn rất non trẻ của chính mình. Và các bạn đừng quên bấm subscribe kênh YouTube Live Fanpage Bóng Đá Hài Hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Trong mỗi giai đoạn của lịch sử bóng đá luôn sản sinh ra những cầu thủ rất tài năng. Và trong khoảng 3 năm trở lại đây, cái tên ấn tượng nhất của làng túc cầu chắc hẳn là Kylian Mbappe. Cậu bé vàng người Pháp đang được đánh giá là tài năng trẻ xuất chúng nhất của môn thể thao vua hiện tại, với những màn trình diễn chói sáng. Và trong video này, chúng ta cùng nhau xem lại 10 trận đấu mà đã đưa tên tuổi của Mbappe lên đỉnh khi đang còn rất trẻ. Mở màn cho những màn trình diễn ấn tượng của Kylian Mbappe là trận đấu giữa PSG và Nice tại Ligue 1. Cầu thủ trẻ của bóng đá Pháp đã liên tục khuấy đảo hàng phòng thủ đối phương không ngừng nghỉ bằng tốc độ và sức mạnh của mình. Để rồi sau đó, sau một pha bứt tốc, tiền đạo mang áo số 7 đã vượt qua được hai cầu thủ của Nice. Tuy rằng cú dứt điểm cuối cùng của anh lại không đưa bóng vào lưới, nhưng khi được cản phá ra thì đồng đội của anh lại thay anh làm điều đó. Pha bóng thứ hai là một tình huống đầy tính đồng đội của số 7 PSG khi Mbappe đối diện với thủ môn nhưng đã chọn giải pháp truyền qua Neymar ghi bàn. Trong trận gặp Met ngày 10 tháng 3 năm 2018, một lần nữa Kylian Mbappe lại thể hiện phong độ chói sáng khi anh đã có một tình huống chạy chỗ khôn ngoan và dứt điểm lạnh lùng để ghi bàn. Sau đó cũng chính tiền đạo trẻ này có pha chuyền bóng đầy ngon ăn cho đồng đội đối mặt với thủ môn, nhưng tiếc rằng những cú sút cuối cùng của Di Maria hay Timothy Weah đều không thể đánh bại thủ thành đối phương. Tiếp theo là trận đấu giữa PSG và Angers, trận đấu mà Kylian Mbappe đã bón hành không thương tiếc cho đối thủ của mình. Sau những phút đầu gây khó chịu cho hàng thủ của đội bạn, thì tiền đạo số 7 của PSG cũng có bàn thắng tuyệt đẹp từ một cú volley một chạm đầy hiểm hóc. Tiếp đến là một đường kiến tạo đầy tỉnh táo cho Neymar đệm bóng ghi bàn. Những phút còn lại, Mbappe cùng các đồng đội của mình cũng có một thế trận áp đảo trước đối thủ khiến họ phải vã mồ hôi chống trả. Trong trận đấu với Nems vào mùa giải 2018 tại Ligue 1, một lần nữa Kylian Mbappe lại khiến khán giả phải hô vang tên mình. Trong trận đấu này, các hậu vệ của đối thủ đã phải làm việc cực kỳ vất vả khi liên tiếp đối diện với những pha bứt tốc hay xử lý kỹ thuật của tiền đạo sinh năm 1998. Nhưng vẫn không thể ngăn cản được anh khi Mbappe có cú đúp bàn thắng cực kỳ đẹp. Một từ pha bứt tốc đệm bóng cận thành, một từ cú volley nã đại bác sau một pha khống chế gọn gàng đường truyền của đồng đội. Màn trình diễn chói sáng tiếp theo của Kylian Mbappe là trận PSG đối đầu với Rennes tại giải quốc nội Pháp. Mở đầu cho trận đấu này, tiền đạo của đội chủ sân công viên các hoàng tử đã có một pha thoát xuống đầy ngoạn mục khi loại bỏ ba hậu vệ đối phương rồi khống chế bóng dứt điểm tinh tế bằng chân trái ghi bàn. Chưa dừng lại ở đó, Mbappe còn là chủ nhân của hai pha kiến tạo liên tiếp cho những đồng đội của mình đưa bóng vào lưới.
Và cuối cùng, cầu thủ trẻ khi ấy còn ghi một bàn thắng nữa từ pha đệm bóng cận thành để kết thúc trận đấu xuất sắc của mình. Trong trận đấu với Gunggam ngày 18 tháng 8 năm 2018, dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị, thế nhưng Kylian Mbappe mới chính là tâm điểm. Sau khi có mặt trên sân, tiền đạo mang áo số 7 đã có vô số những tình huống làm chao đảo hàng phòng ngự đối phương. Và điều gì đến cũng phải đến, sau một tình huống phá bẫy việt vị thông minh, Mbappe đã thoát súng và ghi bàn sau đường chọc khe của đồng đội. Sau đó tiếp đà hưng phấn, cậu bé vàng của bóng đá Pháp đã ghi bàn thắng thứ hai cực đẹp sau khi lốp bóng qua đầu thủ môn đem về niềm vui cho PSG. Lại một lần nữa, câu lạc bộ Angers lại làm nền cho màn tỏa sáng của Kylian Mbappe. Khai mạc buổi tiệc của riêng mình, cầu thủ sinh năm 1998 đã có một pha tăng tốc rồi thoát súng dứt điểm tinh tế vào góc xa để ghi bàn. Rồi tiếp tục bàn thắng thứ hai đến như một điều tất nhiên khi tiền đạo mang áo số 29 khi ấy thoải mái đệm bóng từ pha trả bóng ngược lại của đồng đội. Sau đó là vô số những tình huống làm khổ sở hàng phòng ngự đối phương, mà tiếc nuối nhất có lẽ là pha dứt điểm trúng xà ngang khung thành đội bạn. Nếu không, Mbappe đã có được một cú hat-trick cho mình trong trận này. Trong lần đối đầu với đội bóng cũ của mình là Monaco, một lần nữa tất cả những khán giả có mặt trên sân đều phải vỗ tay tán thưởng cho màn trình diễn của Mbappe. Mở đầu là một pha chọc khe đầy tinh tế cho Di Maria đối diện với thủ thành đối phương để ghi bàn. Sau đó cũng chính ngôi sao PSG góp công lớn cho bàn thắng thứ hai với một đường chuyền đặt Cavani vào vị trí không thể thuận lợi hơn để dứt điểm mang về bàn thắng thứ hai cho đội nhà. Sau một lần PSG gặp KN trong khuôn khổ Ligue 1, cái tên Kylian Mbappe lại xuất hiện trên hầu hết các trang báo thể thao tại Pháp bởi màn trình diễn đầy thuyết phục của anh. Khơi màu màn trình diễn này là một bàn thắng khá dễ dàng từ đường chuyền dọn cổ của Cavani. Tiếp theo đó, cũng chính Cavani là người kiến tạo để tiền đạo sinh năm 1998 nâng cách biệt lên 2-0 để kết thúc trận đấu này. Đây có thể xem như màn trình diễn hay nhất của Kylian Mbappe trong màu áo của PSG khi đội bóng của thủ đô nước Pháp gặp đối thủ truyền kiếp Lyon. Khởi đầu trận đấu, tiền đạo PSG đã tạo ra những tình huống đầy nguy hiểm khi đưa bóng chạm cột dọc đối thủ. Tuy nhiên sau đó, Mbappe đã có pha lập công hết sức thú vị theo đúng nghĩa đen. Cụ thể, cú dứt điểm của tiền đạo mang áo số 7 lần lượt chạm cả hai cột dọc trước khi bật vào lưới khiến thủ thành Lyon bị quán gà. Tiếp theo đà hưng phấn, Mbappe tiếp tục ghi bàn thắng thứ hai sau một pha đệm bóng cận thành đơn giản. Sau đó, Kylian có màn bứt tốc rồi dứt điểm đầy lạnh lùng, hạ gục thủ thành đối phương, đem về niềm vui cho các cổ động viên của đội chủ sân công viên các hoàng tử. Và để kết thúc màn trình diễn hoàn hảo này, Mbappe hoàn thành cú poker khi đá bồi tung lưới đối phương sau cú sút bị cản phá của Neymar.
Vừa rồi chính là những màn trình diễn chói sáng nhất của Kylian Mbappe đã đưa anh lên đỉnh khi chỉ mới 18 đôi 10. Bạn ấn tượng với màn trình diễn nào nhất? Hãy comment dưới đây cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn vì đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.